Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái món bánh mochi donut. Mình mua bánh này về mình ăn, rồi mình lên internet mình đi tìm những cái recipe để mà phù hợp với những cái nguyên liệu mình có. Mình tạo ra cái món bánh này để chia sẻ đến với các bạn. Bột mình xài 3 loại bột: bột mì đa dụng, bột tinh bột bắp và bột nếp. Mochi thì dĩ nhiên là phải có bột nếp rồi. Tất cả các loại bột thì mình bỏ qua cái rây, mình rây nó rồi mình trộn chung lại. Mình xài 100 ml bột mì đa dụng. Đây là 20 g tinh bột bắp. Bạn có thể không có xài tinh bột bắp với bột mì. Nếu mà bạn có cái gọi là cake flour, là cái loại bột để làm bánh, cái loại bột đó thì cái gluten của nó thấp, dễ cho cái việc làm bánh hơn. Và đây là bột nếp, mình sẽ xài là 100 g bột nếp. Đường mình xài 1/3 cấp đường, là tương đương với 75 g. Mình cho vô một muỗng cà phê là 1 teaspoon, cái loại baking powder nó tương đương với 4 g. Nếu mà các bạn bỏ nhiều thì mình chiên nó có thể nó bị bể cái bánh nứt ra. Đây là cái muỗng 1/4 teaspoon, mình cho vô nửa cái muỗng đó, tức là khoảng 1/8. Này là đậu hũ mình làm, thì mình xài nó là 140 g. Mình đem mình cũng bỏ qua cái rây để mình làm cho nó nhuyễn mềm ra, nhỏ ra. Mình cho vô một cái trứng gà, nguyên cả lòng trắng và lòng vàng luôn. Mình để sẵn ly nước đó, mình chưa bỏ vô, nhưng mà mình không có xài nước trong công thức này, mà mình thay vì nước mình xài cái nước dảo cúc dừa đó. Mình mua trong lon nó đề là coconut milk, nhưng mà thực ra mình thấy nó không có đặc lắm, nó không phải là nước cúc dừa, cho nên mình đặt nó tên là nước dảo. Mình trộn đậu hũ với lại trứng, mình trộn cho nó đều. Xong rồi thì mình trút cái đậu hũ, cái hỗn hợp đậu hũ với lại trứng vô trong cái bột khô đó. Bột khô trong đó thì có bột nở rồi, bột nổi với lại muối rồi. Bây giờ thì mình tùy theo cái tình hình cái bột mà mình đổ thêm chất lỏng. Chất lỏng thì các bạn có thể xài nước hoặc sữa hoặc là nước dảo cúc dừa hoặc nước cúc dừa cũng được. Mình cứ bóp đây rồi cái mình cứ thêm nước vô từ từ, thêm chất lỏng vô từ từ để mình đến khi nào mà mình viên được là thôi. Lỏng quá thì bánh nó chiên ngon hơn, nó không có bị khô, nhưng mà nó khó làm. Thành ra tùy tình hình nha. Bây giờ thì mình chỉ đổ vô từng muỗng canh một. Cái số lượng nước mình xài của công thức mình với cái bột của mình á, là mình xài 3 muỗng canh. Bạn có thể xài có thể 4, 5 muỗng canh là tùy. Là bởi vì cái đậu hũ á, có nhiều khi bạn đậu hũ của bạn là loại mềm, nó có nhiều nước trong đó, hoặc là có loại bạn xài cái loại mà đã lọc nước khô đi rồi, thành ra cái đó là tùy thuộc, không chính xác. Bây giờ cái giấy á, thì mình postman á, mình sẽ cắt nó là hình vuông, nó là 12 cm 12 cm, nhưng mà mình cắt sẵn nó là hình chữ nhật rồi. Bạn có thể cắt hình vuông hay chữ nhật gì cũng được.
cái bánh của mình á, là nó dĩ nhiên hình tròn. Mình sau khi cục bột mình làm ra là mình được 500 gram. Mình sẽ chia nó ra làm 3 trước, rồi mỗi cục mình chia làm 3, như vậy á, là mình có 9 cục tất cả, mình sẽ làm 9 cái bánh. Mỗi cái là từ 55 tới 56 gram. Mình vò nó ra cái hình dài dài như vậy á. Cái này là mình đã cân từng cái rồi. Thì mỗi cái như vậy á, mình chia ra làm 9, rồi mình vò viên lại. Mình lấy cái ly á, cái ly này á, là chiều ngang của nó là tùy theo các bạn làm cái cục lớn hay cục nhỏ. Mỗi cục của mình á, từ 6 tới 7 gram. Mình chia ra làm 8 cục, mà mỗi cái đòn mà cái cây vậy đó mình chia ra làm 8 cục. Mà lưu ý á, là lúc đầu thì mình chưa có kinh nghiệm, khi mình chiên rồi mình mới thấy là bạn làm ra mỗi cái cục đó nó phải dính với nhau mới được, khi mà mình để quanh cái vòng ly á, chứ không thôi mình chiên á là nó rớt ra. Mình để mình phải ép sát nó vô. Lúc đó là mình chưa biết, sau khi chiên mà rớt ra rồi thì mình mới biết á. Và tại vì mình cũng để lâu quá cho nên chiên mình lấy giấy ra rất khó. Bạn làm xong bạn chiên liền á, nó khỏe hơn. Nó tại vì mình để lâu cái thấm nước á, dính vô giấy mình chiên nó khó. Mình làm ra được 9 cái đều nhau như vậy. Dầu thì bạn đổ như thế nào mà nó lúc cái viên đó được là được rồi, không cần nhiều. Nhiệt độ của dầu á, là từ 225 cho tới 250, tức là 168 tới 177 độ C. Mình bỏ vô mình chiên cái rồi để nguyên. Lúc đầu mình không biết, mình bỏ vô là mình lật tới lật lui làm bể bánh luôn. Mình để vô đến chiên một vàng rồi thì tự nó rớt ra. Cái này làm có kinh nghiệm rồi thì mình làm nó đơn giản hơn. Không có kinh nghiệm thì như mình nói lúc đầu, mình không có để nó sát với nhau, mình chiên cái nó rớt ra. Chiên trung bình mỗi cái bánh này lửa là 225 tới 250 á, thì cỡ từng mỗi mặt cỡ 2 phút. Người ta có nướng nữa, nhưng mà cái công thức nướng thì có nhiều cái cách khác nhau. Nướng thì mình thấy nó bị dạt ở phần dưới. Mình xài 250 cái có hiệu Nestle White Chocolate này á, thì nó rất là khó để mà bỏ microwave nấu ra. Thành ra nếu mà bạn xài cái hiệu này á, nó có đường sẵn trong đó rồi, nó ngọt, thì bạn có thể là làm cái double boil đó, là tức là mình dịch đại ra là chưng á, mình chưng nó để cho cái sô cô la của mình nó tan ra. Mà nếu mình xài microwave á thì bạn nên bỏ vô một muỗng canh cho 250 nước cốt dừa, 250 sô cô la đó, thì mình bỏ vô cỡ một muỗng canh nước cốt dừa. Bỏ vô nhiều không nó là bị loãng. Bây giờ là lúc đầu mình không biết, mình bỏ mình tưởng giống như sô cô la màu nâu á, màu trắng nó khác. Màu nâu mình bỏ vô nhiều á là nó loãng. Chỉ bỏ thẳng vô không cần bỏ nước nó cũng được. Nhưng mà đó là mình chưng. Còn nếu bỏ microwave là mình phải bỏ vô tí nước. Và đặc biệt khi mình xài microwave không được đậy nắp. Nếu mà bạn đậy nắp lại á, đậy nắp, cái ví dụ như mình xài cái tô đó mà mình bạn đậy nắp lại bằng cái plastic hay bất cứ là đậy cái gì thì chocolate nó sẽ bị cháy liền. Đặc biệt nha, mình bị cháy rồi mình mới nói các bạn á. Thì cái màu xanh bạn dồn, cái màu xanh mình để trên cái vỉ á,
nó tà le tù lua là tại vì ăn lỏng. Bây giờ qua cái màu hồng với lại màu tím này á thì mình làm nó đặc hơn. Mình mà bỏ một muỗng canh cho 250 cái màu trắng á, thì nó vừa. Với màu hồng á, đáng lẽ mình bỏ cái mứt vô để lấy màu hồng, nhưng mà cái mùi mứt, cái trái cherry đó có nhiều người không thích á, thành ra mình làm này mình cho mà, thành ra mình chỉ lấy cái màu hồng mình bỏ vô thôi, chủ yếu là bọc chocolate lên thôi. Màu tím á, thì mình xài cái màu tím khoai á, cái nó có u bờ đó, u be u bờ vậy, nó đặc hơn, mình dễ làm. Mà khi mà bạn nhúng á, thì mình đang để nó lên cái lưới nha, tại vì nó sẽ chảy xuống ở phía dưới chứ không phải là nó đậu, nó dính liền vô trong trong cái bánh đó. Mình làm cái đồ đựng này nó to hơn cái bánh để cho nó ít chocolate á, chứ còn làm này hao tốn quá, tại vì mình làm rồi còn dư một mớ luôn, dư một con đâu biết làm gì với nó, đổ đi thì ủng mà ăn đâu thích ăn. Thành ra mình lựa cái nào nhỏ nhỏ mình để nó vô cho vừa, nó chiếm, có nhiều người họ phủ trên mặt thôi, còn mình phủ nó luôn gần hết luôn, 2 phần 3, 3 phần 4 cái bánh luôn. Cái hộp bánh này á là mình lấy cái vỏ cái bánh mình mua về mình ăn thử, còn bánh mình làm đây, đây là cái bánh mình làm mình lát mà, là cái đây là bánh mình mua về mình ăn, mình lấy cái vị xong xuôi rồi á thì mình lên internet mình đi lấy công thức của người ta, mình lấy ba bốn công thức rồi mình kết hợp lại, mình kết hợp với những cái nguyên liệu mình có thể mua được, mình có sẵn thì mình đem ra mình làm ra cái bánh này á, thì cái ruột nó hơi đặc nhưng mà nó ăn liền á. Khi mà bạn chưa ăn liền á thì đừng có nhúng nó, mình có thể mình chiên bánh nó ra rồi mình để đó, rồi khi nào ăn á mình nhúng mình ăn liền thì cái bánh nó sẽ ngon. Chứ nếu mà bạn mà nhúng rồi cái mình để nguội đó, rồi cái đường đó nó thấm vô cái bánh làm cái bánh dai đi, hoặc là mình để lâu quá ngoài mình không muốn mình để vô tủ lạnh thì bánh dai, mà hâm thì không được, khi hâm á thì chocolate nó sẽ chảy ra, thành ra ăn khi nào á thì mình nhúng khi đó. Mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.